Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em. Thì nhân dịp hôm nay cũng là ngày rằm, cũng là nhân dịp Trung Thu, thì Tuấn chúc cho toàn thể anh em và gia đình, đặc biệt những cháu nhỏ, đó một cái mùa Trung Thu cực kỳ là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Tối nay ai có rảnh thì chúng ta lại đi về chùa, đêm trăng rằm của cô Hằng và chú Quậy, đúng không anh em? Của chị Hằng. Đấy, của chị Hằng và chú Quậy. Thì anh em đang xem cái clip này thì hy vọng rằng anh em chia sẻ. Và hôm nay mình muốn hướng dẫn cho anh em về cái bình xăng này để anh em biết về nó một chút xíu. Có nhiều anh em mà không biết, và có nhiều anh em thì cứ bảo cái bình xăng này làm nhiều là có kinh nghiệm. Nghiệm gì cái bình xăng này anh em? Cái bình xăng này nếu thật sự chúng ta quan tâm thì trong vòng chỉ cần khoảng 30 phút hoặc là 15 phút thì đương nhiên nó sẽ là tất cả, nó phải hoàn toàn là phải xong. Thì cái bình xăng này mình làm đây, cách đây khoảng vài năm về trước, nhưng hiện tại mình bỏ. Nên có rất nhiều anh em mà vừa rồi đã gọi và hỏi mua, và đồng thời mình đã mua dùm, nhưng nhiều anh em đã không mua. Đấy, và cuối cùng mình phải mua cái bộ đấy hết mấy triệu, thì phải thật sự mình cũng ngứa ngáy. Đó. Nên hôm nay mình sẽ cung cấp cái này giá hạt rẻ cho anh em này. Đó. Rồi, hy vọng rằng anh em chia sẻ cái clip video này. Có nhiều người anh em làm bình xăng này nó giấu, chẳng qua bây giờ mình bỏ về vấn đề xăng. Chắc anh em nào theo dõi ngày xưa mình còn cuồng dâm cái thời mà mình chưa dạy anh em trên mạng, mình còn làm cái bảng là làm bình xăng con là thần y ấy, anh em hiểu không? Cái thời 2014, cái thời mà anh Xuyến ngày xưa anh ấy dạy 50 triệu một khóa đấy. Rồi sau này tất cả là truyền tay nhau, và đồng thời mình sẽ đưa cái này nó lên trên mạng, thế đương nhiên nó sẽ hết hot. Hot rồi người ta bán những cái đồ rất nhiều, nhưng thật sự bây giờ nó chuyển qua FI khá là nhiều. Nhưng nhiều anh em mà cần có nghĩ rằng cái bình xăng này nhiều anh em làm lâu năm lại có kinh nghiệm ghê gớm. Thật sự cái bình xăng này có cái gì đâu mà phải cần kinh nghiệm. Thì ok, hôm nay mình sẽ phân tích lý giải cho anh em cái bình xăng này nó còn dễ hơn là FI, và nó hoạt động như thế nào. Thì hy vọng rằng hôm nay mình không chia sẻ được nhiều trong cái clip này, nó cũng mang lại cho các bạn hiểu và các bạn có cách xử lý. Và vừa rồi thì số lượng anh em mua của mình nó khá là đông. Thì hôm nay mình chỉ có soạn ra được trước khoảng 10 anh em thôi. 10 anh em nào đăng ký sớm nhất thì hôm nay mình sẽ gửi vào chủ nhật luôn. Đấy, còn anh em nào đăng ký sau cứ từ từ. Rồi 4 đến 5 ngày sau các bạn và anh em nhận được. Một cái chuyến này xong xuôi đâu phải hết, rồi mình sẽ vào cái nhóm học online. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chọn và ngoáy và thay đổi trong cái bình xăng con. Mà chúng ta không nên lạm dụng xúc bắp xe cháy, nó cũng như những cái dòng xe phụ xăng điện tử FI. Thì mình sẽ phân tích cho quý vị và anh em ở trong đây. Anh em hiểu không? Nên nhiều người bảo cái bình xăng này nó ghê gớm, nó chẳng có gì là ghê gớm, bởi vì thích. Với một người như Đình Tuấn hay tất cả như bao nhiêu anh em nếu thích thì chúng ta phải làm được. Còn tất cả cái đầu của chúng ta sẽ không bao giờ thông minh bằng kỹ sư. Đó. Nó đơn giản, làm xăng này nó như làm bộ nồi độ. Để những cái chậu bi được bẻ độ, được vớt dẫn bi, hoặc là những con IC được remap mở tua, thì cái đầu của chúng ta sẽ không bao giờ bằng kỹ sư được. Nhưng vì cuộc sống, vì chúng ta làm cho cửa hàng, vì có rất nhiều chúng ta hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc, tiếp đón với rất nhiều khách hàng. Có nhiều khách hàng chơi bài này, khách hàng này muốn chơi bài kia. Nếu anh em mình không phục vụ được thì đương nhiên chúng ta sẽ mất cái khoản tiền. Đấy, hàng ngày chua vào trong túi chúng ta thu nhập. Đấy, thì cuộc sống này mà nó luôn luôn có hai mặt, trái phải, trái phải. Đấy, mọi người đồng ý không? Đồng ý cho em cái chia sẻ. Và cũng chẳng có ai tên là tài và giỏi cả, đúng không ạ? Tài giỏi thì thật sự chúng ta chẳng bao giờ phải lên trên mạng này để nói phét bao giờ cả. Chúng ta ngồi, chúng ta làm một cái văn phòng gì đấy, chúng ta thiết lập hay chúng ta làm cái gì đó, lương nó khá là cao. Đấy, và đồng thời chúng ta lại tiền khá là nhiều. Nhưng cuộc đời này nó luôn luôn là như thế. Rồi mọi người cho cái quả xẻ. Cho quả xẻ thì em sẽ phân tích ra. Chẳng ai giỏi cả.
Trên mạng cũng vậy, phân tích mày mẹ giỏi thì thật sự chẳng có bao giờ phải sửa xe, cầm cái lê mỏ lết nữa rồi. Ngồi văn phòng, lập trình này, chip, chủ phần mềm, nghiên cứu những cái gì nó to tác hơn. Còn cái này là để chúng ta anh em mình đối phó, để anh em mình kiếm tiền nha. Rồi mọi người cho em cái quả xẻ nào. Thế bản thân tôi cái loại xăng này thì tôi không có dạy. Đấy anh em hiểu không? Vừa rồi có nhiều anh em hỏi mua, tôi mua dùng nhưng cuối cùng anh em không lấy, tôi phải ôm mẹ cắn răng cắn lợi hết mấy triệu bạc. Tôi nói thật, nhưng sẵn sàng với tôi có lời hứa thì tôi phải làm và tôi phải mua. Bởi vì mấy triệu nó chẳng táng vào bao nhiêu cả. Bởi vì do anh em không lấy, bởi vì sợ cái giá là nó quá chát về cái làm xăng này. Nhưng tôi vẫn là luôn luôn là tình nghĩa anh em. Còn thế nào là những anh em nào bảo ok, mẹ làm lâu về cái bình xăng này có kinh nghiệm. Thì thật sự hôm nay là ngày rằm, tôi nói câu hơi thô tục một chút xíu, có kinh nguyệt ấy. Cái bình xăng này làm lâu chỉ có kinh nguyệt, anh em hiểu không? Còn những phần bình xăng, những xe mô tô tôi không dám nói. Đấy, còn những bình xăng rim này trăm yếc thì nó chẳng là cái gì cả. Mỗi người có một cách hiểu riêng về bình xăng, mỗi người có một cách làm riêng, không ai giống ai cả. Đấy, cũng là như một người thợ máy cũng vậy, cũng cầm cái cà lê, cũng cầm cái tô vít lên, có mỗi người siết một cái cắt nó khác nhau làm, có mỗi người có một cái bài làm riêng. Biết cái gì thì chúng ta chia sẻ. Mọi người đồng tình không? Đây. Đấy, chiều nay mình sẽ gửi trước khoảng hơn 10 anh em. Mình đầu tiên sẽ nói này, cái này chúng ta làm chúng ta không nên lạm dụng. Rồi ok, hy vọng rằng anh em buổi trưa nay chia sẻ 50 người chơi. Thì đầu tiên mình sẽ nói cái bình xăng Dreamway đi. Đây. Được chưa? Rồi bình xăng 100. Bình xăng 100. Thì tại sao những con xe mới về nhà, mua về nhà ngày xưa nhà sản xuất lại không hao xăng? Chạy trong quá trình hoạt động lâu năm, nó sẽ sinh ra là hao xăng và đồng thời bugi đen. Ok, mụn than đen ở buji. Thì chẳng có xe nào mà khi mà nhà sản xuất ra, nhà máy sản xuất ra bán thị trường mà cái buji nó đen cả. Đó là cái quy luật. Sau này về nhà bán cho người tiêu dùng bèo nhất phải chạy vài chục ngàn cây. Đúng không? Buji xe đen. Đen ở đây có rất nhiều nguyên nhân. Boe, đúng không ạ? Mụi than lâu ngày được đóng khói nằm trong đầu nòng. Đó, nằm trong đầu bò. Thứ nhất là gì? Nhớt nhau, người ta đi người ta không bảo dưỡng định kỳ, lọc gió không thay, xúc bắp lâu ngày đóng mùi than do lượng xăng, đúng không ạ? Nó còn do rất nhiều nguyên nhân. Đấy, xăng cộ này, rồi động cơ này, xúc bắp này, bạc đểu này. Đấy, nó rất nhiều, phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân, bộ nồi bị lì, đúng không ạ? Vân vân. Thì chúng ta phải xử lý được con xe như vậy. Còn nếu con xe nó ngon thì trong quá trình hoạt động, ở đây nó sẽ là gì? Đầu tiên sẽ hướng dẫn cho bạn. Ở đây nó sẽ là một cái quả ga. Quả ga này nếu nó lỏng ở trong này thì đương nhiên con xe này chạy cũng không bao giờ ngon. Đó là cái quy luật. Cái quả ga. Cái quả ga này người ta làm thì anh em cũng đơn giản hiểu nôm na nó như quả bít tông. Đó, đừng đây nó sẽ là quả bít tông ga. Còn cái kia bít tông nằm ở trong xi lanh. Đúng không ạ? Bít tông lỏng thì đương nhiên sẽ kêu. Còn bít tông ga này lỏng quá đúng không? Hoặc là bó quá. Bó quá thì sẽ sinh ra kẹt. Kẹt ga. Đấy, lỏng quá thì các bạn cũng biết rồi. Chạy sẽ không bờ ngon. Lỏng thì chúng ta nên đi xoáy. Hoặc chúng ta phải thay mới. Có nhiều anh em bị bó quả ga này hoặc là lỏng chúng ta lên cốt đấy. Chúng ta xoáy đấy. Đấy, xoáy. Thì cái này thì tùy anh em.
Cách xử lý mỗi người mỗi riêng. Rồi, mỗi người mỗi riêng. Được chưa? Tiếp tục. Trong quá trình ở đây nó sẽ là một cái co. Co cao su. Ở đây sẽ là đường hút này. Đường đi vào cổ hút, đi vào trong buồng đốt. Được chưa? Thì trong quá trình kể cả cái co cao su của chúng ta lâu ngày nó bị gãy gập. Đấy, nó bè ra thì lúc này nó sẽ làm gì? Che mờ yếu đi hai cái đường gió cấp vào bét chính và bét phụ. Và đồng thời ngày xưa nhà sản xuất người ta thiết kế có thể là đường gió này 1 ly. Rồi, cung cấp vào bét chính hoặc là bét phụ. Ở đây mình đang nói mô phỏng là 1 ly. Thì trong quá trình đó đường gió này mới nó được thông thoáng trong quá trình hoạt động thì lúc này được hút bụi bẩn. À, tùy theo môi trường chạy, tùy theo vào cái lọc gió khách hàng có thay định kỳ hay không. Thì ở trong này cái đường gió nó sẽ là 1 ly. Thì trong tương lai nó còn có 0,7. À, thì lúc này gió là khí đi vào đây sẽ bị thiếu và đồng thời hạn chế. Nó đơn giản giống cái xe phun xăng điện tử. Khi các bạn chỉnh vít gió ở trạng thái RPM xuống 1.3 thì lúc này tỷ lệ hòa khí sẽ rơi vào là động. Bởi vì nhạt, thiếu, thiếu gì? Thiếu gió, thiếu khí sẽ sinh ra đập nhiên liệu. Thì cái bình xăng con này đơn giản nó cũng thế. Thì anh em phải hiểu chính phụ. Và đầu tiên các bạn mở ra, các bạn làm dây ga, các bạn phải hiểu về cái đường gió này, các bạn phải làm cho nó ok phát. Thì nó mới ngon lành cả đào được. Có nhiều anh em ở đây xịt thế không chưa đủ. Và có rất nhiều các bạn bị ngoáy. Ngoáy lỡ may mà cái đường gió này nó bị to. Thì lúc này có nghĩa là cái gió nó vào nó bị cuồng gió, anh em hiểu không? Giữa xăng và gió nó đang bị chân lật nhau ở vào bên trong này. Khi các bạn không biết, các bạn lấy cái vật, các bạn ngoáy quá lớn cái đường gió này. Nhưng trong về cái lợi xăng này thì mình hướng dẫn cho các bạn giá cực rẻ, nhưng các bạn sẽ không bao giờ gọi là từ hư cái bình xăng này được. Nếu cái bình xăng con này nó đang hoạt động trơn tru, để các bạn ngoáy nó hư thì không bao giờ có điều đó xảy ra. Bởi vì mình muốn làm to cái đường gió này cũng được, mình muốn làm nhỏ cũng được. Đó là hai cái lỗ mũi. Nó đơn giản giống cái lỗ mũi của chúng ta. Khi chúng ta bị viêm mũi, ho, cảm búm, hát xì hơi, đúng không ạ? Thì lúc này mũi chúng ta bị viêm và đồng thời bị nghẹt mũi. Thì đương nhiên chúng ta sẽ sinh ra khó thở. Và đôi khi mà Ngọc Trinh đi ngang qua, chúng ta sẽ không ngửi thấy cái mùi thối hay là mùi thơm. Ê, hôm nay Ngọc Trinh là đèn xanh hay đèn đỏ, đúng không? Thì nó ra đơn giản, nó là như vậy. Rồi, chia sẻ. Đó là hai cái đường, gió chính và gió phụ. Hai đường gió chính và gió phụ, đây sẽ là gió phụ, nó sẽ đi vào bét phụ và đồng thời ở đây nó sẽ là cái vít chỉnh gió. Đó, vít chỉnh gió. Vít chỉnh làm gì? Nó đơn giản, cái vít chỉnh gió trên cái dòng xe điện tử, bớt gió, thêm gió là tùy theo các bạn chỉnh ở đây. Nhưng trong nhóm học ở đây, chỉnh gió và chỉnh ga ti nó sẽ có hai từ để gọi. Thì trong nhóm học mình sẽ dạy cho mọi người. Được chưa? Ok. Gió được lấy từ boe đi vào. Đấy, gọi là lấy được khí từ bên ngoài đấy. Sẽ đi vào. Đi vào bét phụ. Mình sẽ chỉ bét phụ. Bét phụ này ở trạng thái sẽ nổ galanti. Bét phụ này chỉ có trạng thái nổ galanti. Galanti ngon hay không? Nhờ vào gió. Nhờ vào cái bét phụ. Và đồng thời ở đây nó sẽ có một cái lỗ. Anh em chờ mình trong giây lát. Nha, chờ trong giây lát. Thì người ta được nói ở đây là cái mặt nổ galanti. Thấy chưa? Đấy, ở đây nó sẽ gọi là cái mặt galanti. Mình sẽ bật ballast lên. Đây, do các bạn không hiểu. Thấy chưa? Đây. Ở đây nó sẽ có cái lỗ. Đó, ở đây chúng ta sẽ gọi là cái mặt galanti. Khi lúc này anh em đóng quả ga hoàn toàn, khi nổ galanti thì lúc này nó sẽ đóng lại. Thì lúc này nó nhờ nổ được ganti, thì lúc này nó nhờ vào đây.
Đó, nhờ cái lỗ này này. Đấy, để đưa từ cái bếp phụ lên. Xăng vào đồng thời. Lên trên này và đồng thời vào đây. Anh em thấy chỗ này, đoạn này lúc nào cũng trắng. Đó, đó là sẽ xăng vào đây. Để nó cung cấp nổ cái mặt galanti. Thì có rất nhiều anh em cái đường gió nổ galanti này không ngon. Nếu mà tất cả đều ok rồi, có nghĩa là nó đang bị nghẹt. Hoặc là có rất nhiều thần y cao thủ ngoáy cái đường này lên. Đây, tôi ngoáy này. Đó, ngoáy. Anh em thấy không? Ngoáy thì đương nhiên cái đường này nó lên nó rất lớn. Thì lúc này sẽ là gì? Xăng. À, xăng nó sẽ lên mà. Đấy, anh em thấy không? Đó, ngoáy. Đó, ở đây sẽ là cái đường mặt nổ galanti. Thấy chưa? Và đồng thời sẽ gió vào cấp ở đây. Đó, gió cấp ở đây. Anh em thấy cái ngấn không? Ừ. Gió cấp ở đây. Thì lúc này ở trong cái bếp phụ nó sinh ra là gì? Ống sáo. Ống sáo này anh em biết làm gì không? Đó, để gió vào. Gió và xăng nó gặp nhau để lúc này nó làm cho tơi. Tơi xăng ở trạng thái phun xăng ấy, phun sương cho nó tơi đấy. Đấy, để cung cấp đưa vào trong bồn đốt. Thì lúc này anh em đóng cái đường gió thì lúc này nó sẽ là gì? Thừa nhiên liệu. Anh em nới quá nhiều gió ra thì lúc này có gì? Là gió đi vào nhiều, thiếu nhiên liệu. Hiểu nôm na như là thế. Còn mình sẽ hướng dẫn cho anh em trong cái nhóm. Rồi, đó là đường gió phụ. Tiếp tục bây giờ sẽ là bếp chính. Được chưa? Bếp chính. Rồi, bếp chính nó đều được đi vào cái lỗ ngay ở giữa đây. Đi vào cái lỗ ở giữa đây thì đương nhiên nó sẽ dính là cái gì? Ở đây người ta sẽ gọi là cái kim và cái đót. À, có rất nhiều anh em làm nghề chúng ta phải đóng kim đót này ra. Ở trong nhóm học này mình sẽ chỉ. Hôm nay mình sẽ chỉ nôm na. Thì đặc biệt nó hao xăng cũng do cái kim đót này nữa này. Khi mà các bạn và anh em mở ra thấy cái kim này ở trên này nó mòn. Mòn có nghĩa là lúc này quả ga được đóng hoàn toàn như thế này. Thì kim này nó đơn giản giống cái ti nhún nó bị xước. Thì lúc này nó sẽ là gì? Ra dầu. Thì lúc này nó sẽ bay hơi xăng lên. Nó cũng làm cho hao xăng. Nên cái kim đót này nó bị mòn hoặc khuyết thì các bạn cần phải thay thế. Đấy, nó đầu tiên nó phải là vừa. Đấy, ok không? Trong quá trình cứ kéo ga lên xuống, nó sẽ sinh ra, nó bị khuyết. Thì anh em phải cần thay kim và đót. Ok. Rồi. Rồi, nó sẽ nằm như thế này. Mình sẽ mô phỏng cho anh em, nó sẽ chạy như thế này. Khi chúng ta kéo ga lên, gió đi vào đúng không? Đấy, gió đi vào ở đây. Gió đi vào từ đây này. Và xăng ở dưới này nó sẽ có cái gọi là cái vít lơ. Vít lơ. Mình sẽ lấy cái vít lơ nào đây. Rồi. Rồi mình sẽ lấy. Ở dưới này nó sẽ có cái vít lơ. Đúng không ạ? Đấy. Khi anh em kéo ga lên thì lúc này kim lên dần dần là gì? Nó sẽ xăng lên. Xăng lên thì lúc này sẽ gió là vào gì? Vào trong này để đánh cho nó tơi xăng. Đấy, tơi xăng. Thì gió nó vào nó nhờ mới đường ống sáo. Đường ống sáo. Thì ở đây có nghĩa là sao? Mình dạy các bạn ống sáo ở đây tùy theo những cái lòng xe 12 lỗ, 13 lỗ, 14 lỗ thì có thể mình lên 16 lỗ, 18 lỗ, 20 lỗ để làm cái gì? Mình không lên được nhiều quá anh em hiểu không? Lên được nhiều quá thì lúc này gió vào nhiều. Thì lúc này nó sẽ sinh ra cháy súp bắp. Nên sau này tương lai này mình sẽ thay đổi những cái đường gió này thêm một chút xíu. Để lúc này đường gió đi vào để cho nó phù hợp. Để cho nó đánh tơi xăng. Đây kim này nó sẽ rút. Xăng thì đương nhiên nó sẽ đi từ vít lơ này lên. Và đồng thời từ gió chính đây đi vào. Ừ. Còn nếu mà cái đường gió này bị bịt thì lúc này thật sự ở trong này sẽ không có gió. Thì lúc này chúng ta chỉ có lên là kéo xăng lên thôi. Nhiều tiền. Có trong ổ ra còn không? Anh còn này có chút xíu. Trong kia nó gọn đấy.
Đó, nên mọi người cần phải được học. Bởi vì đó, nó đơn giản như vậy. Rồi, có cái gì nữa đâu. Em lấy ở trong cái khay hàn chỉ đưa anh cái vít lơ đây. Vít lơ nằm trong bát chính đó. Rồi thì mình hẹn anh em trong nhóm học, bởi vì mình cung cấp cho anh em cái này nó cực rẻ. Anh em về nhà làm những cái này dư vốn này. Cái vít lơ ấy. Ở vít lơ cái đầu nhỏ ấy. Nằm trên bát chính này. Mình cung cấp cho anh em cái này về nhà làm dư vốn này. Dư rất nhiều vốn nhá. Mình cung cấp cho mọi người đấy. Đây. Ở đây đúng người ta sẽ gọi là cái vít lơ. Nhưng ở đây sẽ có hai vùng miền. Hay tùy thích các bạn và anh em gọi. Mình ở đây mình sẽ gọi vít lơ. Hoặc anh em có thể gọi là bét chín. Ở đây chúng ta sẽ gọi là thân sáo. Bét chín, thân sáo. Và cái này nó sẽ là bét phụ. Được chưa? Bét chín, bét phụ. Có người gọi ở đây sẽ là sáo chín, sáo phụ. Có người gọi sẽ là bét chín, bét phụ. Có người gọi là vít lơ. Thôi thì chúng ta sẽ gọi là bét chín là cái này. Cái này gọi là sáo chín, sáo phụ. Hoặc là sáo chín, bét phụ. Tùy theo vùng miền, tùy theo anh em là mình sang gọi. Còn mình gọi nó tính là cái vít lơ. Bét chín, bét phụ. Hay là bét chín, sáo chín, sáo phụ. Nó là cái gì đâu. Nó đơn giản. Nên nhiều anh em có một cái tôi khá là lớn. Bảo làm lâu năm mới có kinh nghiệm. Yeah. Đó. Cái này thì không vào đây được. Em lấy anh cái đầu nhỏ em, đầu Jim Way ấy. Nó nằm trong cái mỏ hàn đấy. Đó, hai cái đầu vặn sẵn, vặn vào nhau luôn rồi đó. Đưa cái đứa hết cả đó đây. Rồi đây, nói cho nó vuông. Được chưa? Đó, cái xe làm việc như thế này. Rồi, kim, đót, xuống đây. Kéo nhờ cái dây ga và quả ga đi lên. Thì hao hay không nó sẽ nằm ở cái bét chín này đúng không? Có rất nhiều anh em ngày xưa hao xăng không biết cách gì làm khác. Các bạn chỉ cần nôm na là các bạn tháo cái này ra. Các bạn và anh em quấn cái dây đồng ở trong này. Làm dây đồng như vậy thì đương nhiên cái lỗ này nó sẽ không còn chuẩn. Và các bạn sẽ không biết nó sẽ là còn bao nhiêu. Nó không biết là còn bao nhiêu. Nên lúc này có rất nhiều anh em lắp cộng đồng vào chạy ga cuối nó bị thiếu. Hoặc là đồng thời ga giữa nó bị lụp bụp là do cái này nè. Ga cuối thiếu, ga giữa thiếu do cái này. Có khi này các bạn mở to quá thì lúc này nó sẽ thừa xăng. Nên các bạn phải chọn cho cái bét tương ứng trên cái dòng xe. Nó giống xe phun xăng điện tử FI. Xe 125 thì các bạn có thể lắp kim 110 vào chạy vẫn được nhưng bị hụt. Các bạn lắp kim to quá thì lúc này nó sẽ là gì? Thằn thừa. Cái này sẽ là xăng. Và đồng thời kim lúc này kéo lên. Đó, kéo lên. Kéo lên thì lúc này gió sẽ vào. Vào những cái lỗ này. Sẽ lúc này sẽ làm gì? Giúp xăng lúc này tơi hơn khi vào trong bồn đốt. Nó đơn giản là vậy. Ở đây có cái cách để các bạn được học. Để các bạn hiểu rằng. Ồ, xe này để các bạn thay cái bét. Nó sẽ là bao nhiêu? 38, 40 hoặc là 45 hoặc là 35. Đi ông sáo bao nhiêu để tương ứng. Đó, anh em đồng tình điều đó không? Và tiếp tục cái này sẽ là bét phụ. Bét phụ này 35, 38, 40 là gì? Có thể là 40 các bạn xuống 38. Đó. Hoặc 38 các bạn có thể xuống 35. Khi các bạn xuống quá nhỏ thì lúc này nổ ga ti sẽ không bao giờ tròn. Bởi vì bét này sẽ làm gì? Để nổ ở trạng thái nổ ga lăn ti. Khi mà anh em nổ ga ti, anh em chỉ cần vuột ga đơn giản giống xe ga nhịp nhẹ nhẹ lên. Cảm thấy lúc đó thiếu xăng thì có nghĩa là các bạn hoặc là những thần y nào đã thay cái bét nó bị sai tỷ số. Ví dụ 38 mà người này xuống quá nhỏ thì lúc này xin ra nổ ga ti lên ga nó sẽ bị hụt nhẹ. Hụt nhẹ. Được chưa? Đó là cái quy trình. Còn khi cái bét chính này
các bạn vặn bảo ông sáo, các bạn quá bót nó thì lúc này lên ga giữa, ga cuối sẽ mất lực bởi vì thiếu nhiên liệu. Thiếu nhiên liệu có nghĩa là sao? Xăng nó sẽ không đi qua kịp cái đường lỗ này, nó đơn giản như một cái lọc xăng và cái motor. Thì lúc này kim kéo cao lên thì lúc này không đủ cái lượng xăng để kim rút, để đi vào trong bồn đốt, nhờ vào cái gió để đánh tơi cái lượng xăng. Đó, ok. Rồi các bạn cảm thấy từ bấy giờ xem mình xăng này có thấu hiểu hay là nôm na thì hẹn anh em 3 đêm vào trong nhóm học online. Cuộc sống này chẳng có gì cả, biết cái gì thì chia sẻ cái đó. Nên có rất nhiều người bảo bình xăng này làm cần có kinh nghiệm để chia sẻ. Thì ở trong này nó chả là cái gì. Rồi hiện tại đang còn rất nhiều người xem hỏi các bạn cái van cắt gió này nó có nhiệm vụ làm cái gì. Đây, van cắt gió này. Theo anh em quan điểm cái van cắt gió này nó hoạt động như thế nào. Đây. Thấy chưa, gió vào này. Đây, gió vào cái đường gân này. Gió đây. Đây. Đó, đi vào bếp phụ. Rồi, tiếp tục ở đây mới gọi là đi vào chỗ viên bi này, này. Đây. Đấy. Đi vào viên bi. Và từ viên bi này mở, tiếp tục sẽ đưa cái đường gió này đi vào trong bếp phụ. Hai cái này nó sẽ thông nhau. Đó. Và anh em sẽ giải thích làm sao để thắng được cái lực lò xo. Thì lúc này cái dù được đẩy lên, bít cái đường gió từ bên ngoài này cấp vào trong này. Bởi vì lúc này viên bi đóng lại. Thấy chưa? Thì lúc này nó sẽ thông. Thông cái gì? Thông cái gì anh em biết không? Thông cái này. Cái đường gió này này. Ở cái bếp phụ này. Nó sẽ đi qua ở đây. Đấy, và đồng thời sẽ vào trong cổ hút. Đấy, thì cái này mình sẽ hướng dẫn anh em trong nhóm học. Được chưa? Gió bắt đầu cấp vào cái dù phụ. Là cái van cắt gió ở cái viên bi này là đường này. Đường này. Rồi, sâu quấy. Được chưa? Và nhờ lúc này ở cái dù phụ nó sẽ có một cái gì? Cái đầu nhọn. Đẩy cái viên bi này sập xuống. Thì lúc này đường gió này nó sẽ thông vào đây và đồng thời sẽ đi cùng vào trong cái bếp phụ này luôn. Đây. Đấy. Khi ở tốc độ cao chúng ta nhả ga đột ngột thì lúc này nhờ vào cái lực hút và nó sẽ thắng được cái lực ở trong cái lò xo này. Thì lúc này nó sẽ ép cái lò xo lại và đồng thời đẩy cái dù lên. Cái đường gió này bít lại và đồng thời sẽ cấp gió từ đây đi vào cái lỗ này và đồng thời sẽ đi vào xuống trong cổ hút. Thì nó đi vào có tác dụng gì thì hẹn anh em trong cái clip trong nhóm nha. Hẹn anh em trong cái clip trong nhóm. Ok. Rồi mình đã cung cấp hết tất cả đồ cho anh em ở đây. Chúng ta tuyệt đối những cái giòn chén xăng chúng ta không nên được bôi keo. Cái giòn chén xăng này mua của Kenta là 15.000 nhưng cái này nó sẽ rẻ hơn. Đó, các loại ẹt, sirut, nhiều anh em đừng bôi keo. Nhiều anh em bôi keo cả ở đây nữa, cả cái co này hư thì anh em mua cộng xin lắp vào, bôi keo rất mất thẩm mỹ. Khi mà cái cộng xin này nó đã bị chai và đồng thời bị mòn đi, anh em có bôi keo thì trong này có cái lượng xăng, đúng không ạ? Nó sẽ làm cho là gì? Mát. Thì lúc này cái xin của anh em cũng không thể nào chịu đựng được quá lâu. Bởi vì cái mặt bằng này này nó quá mòn rồi. Đấy, nó dẹp rồi. Thì anh em cần thay thế cái chén xăng. Còn van cắt gió ở đây, nó như thường lệ, van cắt gió ở đây khi mà nó bị lủng, lủng, nó sinh ra cái gì đâu? Cái van cắt gió này hư, nó chỉ có làm việc là gì? Lúc này nó sẽ thông cái đường gió từ ngoài này này, đây, và đồng thời nó đi vào đây luôn. Thì lúc này ở trong này đang thừa gió. Thì cái lúc này các bạn lên ga, nhả ga về nhà, cái đít bô cứ pịt, hoặc nổ ga anti sẽ không bao giờ là ngon. Bởi vì lúc này nó đang bị cuồng gió vào trong
động cơ đấy. Đấy, khi cái van cắt gió nó bị lủng ở đây, anh em hiểu không? Thì lúc này gió đấy, nó sẽ xâm nhập đi vào trong này quá nhiều. Đó. Thì một là các bạn thay van cắt gió để lấy tiền. Đấy, nếu mà bần cùng bất đắc dĩ các bạn có thể bịt cái lỗ này lại cho mình. Bịt cẩn thận, không là nó hút vào trong này. Nó hút vào trong này thì đương nhiên nó sẽ làm gì? Hở xúc bắp, xì xúc bắp hoặc cong. Mình làm ở đây thì không có nhiều, mình ở đây mình cảm nhận có nhiều anh em bịt cái lỗ này. Nhưng trong cái quá trình đấy, chúng ta chạy lâu và đồng thời ấy, khi mà cái lực hút đấy, của bít tông thì nó sẽ hút vào đây và đồng thời đi vào trong cổ hút, thì lúc này nó sẽ sinh ra bị mất hơi, xì xúc bắp. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Còn anh em nào ok cứ tháo ra mà thay nè. Đấy, trong cái van cắt gió này nó có một cái tu đấy để nó nhấn đẩy viên bi xuống. Cái này của C nó to hơn đấy, cái này 100 nó sẽ nhỏ hơn, cái này của C đấy, nó làm việc như thế này, thấy chưa? Đấy. Khi vào nhờ cái lực hút, khi chúng ta mà dừng xe đột ngột đang chạy vận tốc cao ấy, nhả ga đột ngột cái, nó nhờ cái lực hút ở bên trong đấy, nó sẽ thắng được và đồng thời nó đẩy cái lò xo lên. Và cái dù này nó như thế này đấy, và trên cái nắp này nó, cái trên nắp chụp nhựa nó sẽ có đường gió, nó sẽ làm cái này và cái này thông nhau. Thì hẹn anh em trong nhóm học đi, nó sẽ rõ hơn. Đấy, còn anh em nào ok muốn thay đổi cuộc sống này, làm cái nghề mới thứ chúng ta kiếm một chút, mỗi thứ chúng ta kiếm một chút đấy, thì anh em nào cần thì anh em nào comment, giá nó rẻ thôi. Đây, đồ nghề cây trọt này, tài liệu này. Đấy, chiều nay mình sẽ bỏ bì ship cho anh em. Nhanh lên để chúng ta vào nhóm học, về nhà trọt, ở chỗ này dư tiền học này. Ở chưa? Đấy, dư tiền học anh em ạ. Rồi, cái này mình sẽ gặp lại. Đó, về anh em mở ra nha. Đó, gặp lại nó hư đâu mà sợ. Ok chưa? Gì đâu mà chia sẻ nhau sống thôi. Đấy, này mình sẽ bỏ đây, ở đây. Mười mấy túi này anh em này. Cái này dư về nhà lấy lại tiền. Các loại. Đấy, bỏ ra vài đồng bạc lẻ về nhà anh em dư lấy lại tiền chỗ này. Sau này hết cái loại nào thì lúc đấy lên toa. Thấy chưa? Đấy, trong này này, giá rẻ. Học xong làm lợi xăng tốt, mỗi người góp lại tặng Đình Tuấn cái bức hình. Ồ, xong. Đây, của anh em, mỗi người một bộ như thế này. Và kèm theo quyển này hết. Đó, chiều nay ship. Rồi, chào toàn thể anh em đây. Giá hạt rẻ, tối tiếp tục vào trong nhóm học online. Chiều nay mình sẽ gửi trước cho 10 anh em. Được chưa? Đó. Trước cho 10 anh em. Phải 2 bì, 3 bì mà trong cái cứ kèm hết. Cái này phải thành 20 bì nha anh em. Mình làm cho anh em thoải mái luôn. Đó, rất nhiều. Đây, đấy, cứ mở ra. Giá này, quá rẻ luôn. Rồi, anh em nào ok, tin tin tài khoản. Alo. Dạ. Giữ em. Đầy đủ đưa cho anh em ấy, em đang like. Muốn cho ai qua bán. Thì trong thời gian vừa qua mình vừa dạy anh em kết thúc tại cửa hàng xong, thì hôm nay mình sẽ giảm, mình sẽ trả hết cho anh em.
rất mong anh em thông cảm nhá. Đấy, bởi vì thời gian nó không cho phép, bởi vì có một mình thôi. Có gì nó chậm trễ lại cho anh em, đồ anh em một ngày hai ngày. Đấy, rất mong anh em thông cảm. Gia Bảo, anh liên hệ giùm em lại cái Zalo để em check in nha. Đó. Thì anh em nào chưa nhận được đồ thì vui lòng truy cập vào cái Zalo để em check in lại. Đây, đấy của anh em này. Về nhà chút xíu thôi. Đấy, chúng ta làm, chúng ta có tiền. Còn trong nhóm học em sẽ dạy thêm cho mọi người. Rồi, video kết thúc tại đây. Đấy, chúc tất cả anh em luôn luôn thành công và sức khỏe. Đây, số điện thoại ở đây. Đấy, có số điện thoại luôn, anh em truy cập vào cái Zalo giùm em. Ở riêng của C và A, Way S, Way 110, nói chung là vân vân. Đấy, anh em sẽ có cảm nhận phê. Đấy, trong khóa học mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho mọi người. Chứ không phải là tay thường thường vào chọt cái bình xăng này là được. Đấy, nó đáp ứng anh em thợ phải có kỹ thuật về làm xe. Rồi thì em ở đây chỉ có 10 bộ, số lượng anh em đặt khá là đông nha anh em. Em không thể nào kịp được, bởi vì làm cái này anh em hiểu không? Này nó A, B, C, B, C này, một bì này nó 2-3 món này anh em này. Đấy, đó, nó đi từng cặp cặp cho anh em rồi, nó đi lẻ cho anh em này. Cái bình này để chọt vào cái lỗ này này. Đó. Rồi, còn cái này anh em nào ok mua thêm thì em để em bán thêm thôi nha. Rồi, cái lời 2.000. Đó. Vít chỉnh gió IA Honda nói chung đầy đủ này, nó rất khá là nhiều. Này, bị bóng mua này anh em này. Đấy, cái ngồi này xong rồi phải ngồi cái bút ghi ra. Đấy. Đấy, cái này là một anh em đặc biệt mua cái này. Đấy, người ta chỉ có mua thế này thôi. Cái này nhu cầu một người đặt. Đấy thì mình sẽ xong một người. Thấy chưa? Đấy, còn những của anh em này thì mình sẽ bỏ vào cái bì. Đấy, nó đơn thuần là thế. Rồi cuốn băng keo lại, bỏ cái hộp. Ok. Rồi, những anh em nào chưa có thì truy cập cái Zalo nha. Bởi vì toa hàng em lên khá là nhiều ở đây anh em hiểu không? Này. Thế nó thật, em lên toa này. Giấy tờ lịch này, rồi, thấy không? Mọi người thấy không? Một tờ giấy này nó rơi vào tầm khoảng 4 trang. 4 người này, anh em thấy không? Nó khá là nhiều trong này. Nè. Đó. Đây. Đó, một mình em có thể không kiểm soát kịp. Rất mong anh em lượng tình và tha thứ. Cảm ơn mọi người. Đấy, không có gì hơn. Thì cuộc sống này ấy. Chủ điện thoại gọi nhiều quá anh em ơi. Alo. Ôi, nhà em xa lắm. Em đang đập đá, không kịp. Chắc ngày mai đi anh. Dạ. Hai mươi phút nữa hả? Chắc ngày mai đi anh, hứa ngày mai đi. Em sợ em về không kịp mai đi. Mai em tới đó em gọi nhà em ngày ăn nhơn đấy mà chạy đó 5 phút. Dạ. Ấy giờ không kịp. Mọi người hiểu không? Giờ này ra gửi xe cũng không kịp đâu, bởi vì đang live ở đây hẹn anh em vào ngày mai. Đôi khi nó rất vất vả như vậy. Thì anh em này ạ. Thì mình muốn chia sẻ, đặc biệt nhiều anh em học trực tiếp tại cửa hàng này về khu sang điện tử thì mình không nói nhá. Còn học online ấy, học về FI ấy, những tất cả những anh em từ đợt trước cho tới đợt sau thì mình hiểu. Bởi vì nhiều anh em học ra mất 2-3 triệu hoặc nhiều anh em mua cái máy. Thứ nhất này làm cái nghề này ấy, anh em đi học ở đâu cũng vậy thôi. Học trực tiếp thì nó có cái hay hơn. Hay học bất kỳ một cái điều gì học online thì thứ nhất là nó có cái khó khăn như anh em này học FI ấy. Thì anh em không thể nào chất oán mình được, bởi vì nhiều anh em không có xe. Học online là học về full sang điện tử thì đặc biệt nhà các bạn bèo gì cũng phải đầu tư một cái xe ga. Về xe gì đó không quan trọng. Ở xe bộ 3 cảm biến hay xe không bộ 3 cảm biến đó thì không quan trọng. Để đêm các bạn được học và ngày mai các bạn thực hành. Đây các bạn đêm học thì ngày mai lại làm tiếp tục vá lốp xe đạp, tăng sên, thay dầu, thay nhớt. Thì làm sao mà có cái đầu nó vào được, không thể nào vào được khi học online. Bản thân học trực tiếp ở đây anh em vừa học trên cái điện thoại hoặc là đồng thời trên cái tivi, app. Anh em xuống anh em còn sờ luôn, nó còn hơi bị lúng túng. À, Gia Bảo ok em nhớ rồi, thì chiều nay em gửi cho anh nhá. Do vừa rồi dạy online, dạy trực tiếp xong hôm nay mới kết thúc, hôm nay mới chở anh em ra sân bay mới về. Rồi, thôi thì buổi trưa đến đây cũng kết thúc.
Hy vọng rằng nếu đêm nay sớm thì gặp mọi người ở trên online để chia sẻ cho mọi người ít về FI. Rồi còn những anh em nào mua phụ tùng thì sẽ có 4 đến 5 đêm online FI miễn phí, sơ đồ mặt điện và ban bận cho anh em. Và kế tiếp những cái này loại xăng. Rồi anh em này tiếp tục phải vào nhóm. Đấy, những bình xăng anh em ngoáy, anh em thay đổi dễ thôi. Cái quan trọng là người hướng dẫn cho mọi người dễ hiểu hay không. Còn tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người và anh em biết thế nào là gió chính gió phụ, thế nào là hoạt động của van cắt gió, ngừng ngắt hoạt động ở đâu, và chúng ta sẽ thay thế như thế thôi. Đó. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này. Thật sự thì Tuấn quá mệt. Đấy, cảm ơn tất cả anh em ủng hộ. Đây, tiếp tục chuyển khoản về làm lợi xăng. Đấy, tất cả anh em làm lợi xăng, anh em làm chuyển khoản trước thì mình gửi trước. Mình cảm ơn tất cả những tấm lòng của anh em, bởi vì số lượng nó có hạn, không thể nào anh em ngồi từ sáng đến giờ ngồi bày ngồi ghi như thế này. Đấy nhá. Rồi, thank you mọi người. Tuấn về ăn cơm và đồng thời ra chỉ hàng cho mọi người. Chắc là xăng này thì béo nhất những nơi nào xa thì anh em 5 ngày nhận, còn bình thường gần thì 3 ngày 4 ngày tùy theo bưu điện. Anh em nhận được hàng xong chúng ta sẽ vào group. Thank you.